Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá từ cái đầu tiên nha. Let's go. Ok. Thực ra các bạn phải đi tìm tất cả là 20 túi chưa? Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ hai, Ice Cream 4. Let's go.
số vừa rồi kia, để mình xem lại nó là số bao nhiêu. Ở đây không còn. Ok. Tám này. Sống một, ok. Let's go. Đây rồi.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba, đi Spike One. Let's go. Ok. Đang bị leo rồi, chạy đó, đúng sao?
vẫn khi chúng ta bắt tài thật. Sau đó các bạn lại chạy vào ngôi nhà vừa rồi và tiếp tục giải thoát khỏi ngôi nhà đó. Ok, rồi vào bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ tư. Và lại đây giờ 13. Let's go. Tiếp tục nào, tự game thứ 5. Askip. Ah!
rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 6, Dispatcher. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Start game. Thank you.
Wow, đi rồi. Oh my god. Ở đây thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả là 4 miếng thịt để các bạn hoàn thành được game. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Is Horokala. Let's go. Chúc
Xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.